Vâng, tiếp theo chương trình của cái buổi hội thảo sáng ngày hôm nay thì ban tổ chức chúng tôi cũng tổ chức một cái nội dung mà tôi cho rằng là rất quan trọng và nó liên quan đến các cái chương trình về phát triển mạng lưới các tổ chức hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo của chúng ta hiện nay. Và trong cái buổi ngày hôm nay chúng tôi cũng rất vui mừng là mời được các anh chị, những người có rất nhiều kinh nghiệm, những người mà trong thời gian vừa qua đã có rất nhiều đóng góp cho hệ thống khởi nghiệp đổi mới sáng tạo của quốc gia. Và thì như chúng ta đã biết là làm thế nào đó để hệ sinh thái phát triển được thì phải có đầy đủ các cái cấu phần trong mạng lưới, và các cấu phần trong mạng lưới phải được liên kết với nhau một cách chặt chẽ, có tính tương hỗ, có sự bổ sung để làm sao giúp cho cái hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo của chúng ta phát triển bền vững. Thế thì trong cái buổi tọa đàm tiếp theo thì xin trân trọng giới thiệu cùng quý vị anh Đàm Quang Thắng, là chủ tịch Hội đồng Cố vấn Khởi nghiệp Đổi mới sáng tạo quốc gia, và đồng thời anh Thắng cũng là trưởng làng nông nghiệp của TechFest cũng rất nhiều năm, một người rất nhiều kinh nghiệm, và hy vọng hôm nay anh Thắng sẽ có những cái chia sẻ đến với các quý vị trong khán phòng cũng như là các quý vị đang theo dõi buổi tọa đàm chúng ta online. Thứ hai là xin giới thiệu anh Bùi Thành Đô, là CEO của Think Zone Venture. Xin giới thiệu anh Bùi Thành Đô hôm nay sẽ họp với chúng ta qua kênh online. Xin trân trọng giới thiệu anh Phạm Tuấn Hiệp, giám đốc ươm tạo của BK Holding. Xin trân trọng giới thiệu chị Lê Thu Hương, giám đốc chương trình ươm tạo và tăng tốc, phụ trách đối ngoại, trung tâm sáng tạo ươm tạo của trường Đại học Ngoại thương. Và xin trân trọng giới thiệu anh Nguyễn Việt An, đại diện văn phòng đề án 844 của Bộ Khoa học Công nghệ. Và kính thưa quý vị và kính thưa các anh chị, thì tiếp sau đây chúng ta sẽ có những cái phần thảo luận, thì cũng đề nghị các anh chị là chúng ta cũng rất là cởi mở, đúng không ạ, chia sẻ. Thì mong muốn của ban tổ chức của chúng tôi đối với cái tọa đàm hôm nay ấy, làm sao giúp cho các viện trường chúng ta có những cái nhìn nhận, chúng ta có đánh giá, và thông qua các cái kinh nghiệm, những cái nội dung mà các anh chị chia sẻ thì giúp cho các viện trường có thể là có những cái sự lựa chọn, có những cái sự định hướng sau đó để hình thành được cái hệ sinh thái khởi nghiệp ở trong mỗi đơn vị, và sau đó là chúng ta tiến tới là kết nối giữa các đơn vị với nhau, kết nối giữa các khối trường với nhau, kết nối giữa nhà trường với doanh nghiệp, nhà trường với các quỹ đầu tư, vân vân. Chúng ta tạo ra một cái mô hình ở trong cái hệ sinh thái chúng ta một cách đầy đủ để phát triển. Thì có lẽ là chúng ta sẽ đi luôn vào những cái nội dung chính liên quan đến liên kết giữa trường đại học với các trường đại học. Và đây chúng tôi thấy là trong cái khuôn khổ đề án 844 thì BK Holding đã đề xuất một cái mô hình liên kết giữa các trường đại học chuyên về công nghệ và các trường đại học chuyên về kinh tế. Mô hình liên kết giữa BK Holding với Đại học Kinh tế, Đại học Ngoại thương, thì có lẽ là xin phép là đề nghị anh Hiệp, đúng không ạ, chị Hương cũng sẽ có chia sẻ liên quan đến nội dung là cái mô hình liên kết này đã có đạt được những kết quả như thế nào, có những thuận lợi hay khó khăn gì, hoặc những vấn đề gì mà khi chúng ta thực hiện cái mô hình liên kết này thì chúng ta lưu ý, và đến nay thì hiệu quả đã đưa ra, đã giúp cho coi như là cộng đồng khởi nghiệp của chúng ta như thế nào. Thì xin kính mời anh chị cũng sẽ cho ý kiến chia sẻ. Vâng, để chắc mời chị Mai Ca trước ạ. Vâng, có khi là mời anh Hiệp nhé. Vâng, chào các anh chị, nhất là các anh chị theo dõi ở trong phòng hội thảo và các anh chị online. Vâng, thì đối với câu hỏi của anh Hưng thì như thế này ạ. Đối với cả cụ thể luôn là hoạt động của BK Holding thì có gắn với cả một nhiệm vụ của 844. Và qua nhiệm vụ đấy thì chúng tôi xây dựng được một cái liên kết là Bách Kinh Gia để thí điểm một cái chương trình ươm tạo mà liên kết giữa trường Bách Khoa, trường Kinh tế và Đại học Quốc gia. Và trọng tâm chính của chúng tôi thì đó là chương trình mà để ươm tạo những cái nhóm sinh viên vừa thúc đẩy tinh thần khởi nghiệp, và cụ thể là để đầu ra một số những cái đề án khởi nghiệp của các bạn sinh viên. Và chương trình này thì triển khai thí điểm trong phạm vi thời gian là một năm. Và kết thúc chương trình thì cũng đã định hình được một cái mô hình ươm tạo. Đấy là mô hình mà giữa liên ngành, liên trường. Vì Bách Khoa thì có sở trường về kỹ thuật và công nghệ. Thế còn bên Kinh tế Quốc dân
hàng xóm thì lại có sở trường về góc độ là kinh doanh và kinh tế, và Đại học Quốc gia thì đấy là một trường đa ngành. Và mô hình thì cũng khẳng định được là ba nội dung. Một nội dung rằng đó là tạo ra được những cái nhóm mà sinh viên liên ngành và liên trường, và đấy là những cái nhóm sinh viên mà thường chiếm ưu thế, thường nổi bật ở trong các cuộc thi khởi nghiệp, và rõ ràng là một cái công thức mà liên ngành đối với cả các cái nhóm sinh viên khởi nghiệp đổi mới sáng tạo thì đấy là một công thức đúng. Cái kết quả thứ hai rằng đó là trong những cái mô hình mà thí điểm ở giai đoạn đầu đang muốn định hình và thí điểm thì cái vai trò là nâng đỡ của nhà nước là vai trò vô cùng quan trọng, vì tôi tin chắc rằng là nếu như mà không có đề án 844 thì chúng tôi cũng đã cùng tham gia với nhau, cùng tương tác với nhau qua các cuộc thi trường này sang trường bên kia. Nhưng mà qua đề án 844 thì cái mô hình này được triển khai, cái tính liên kết, tính hợp tác nó rất là chặt chẽ và khăng khít. Tuy nhiên thì một cái kết luận thứ ba mà chúng tôi chia sẻ đấy là cái tính bền vững của mô hình, thì đây là một cái dấu hỏi mà chúng tôi vẫn đang tiếp tục tìm lời giải. Đằng sau cái nhiệm vụ 844 thì chúng tôi vẫn duy trì được cái hợp tác, cái liên kết, nhưng mà thú thực là chúng tôi đang muốn tìm là một cái công thức mà để cái mô hình hợp tác này nó tạo ra những cái nhóm, những cái kết quả mà xã hội cần sử dụng đến, và tốt đến mức mà xã hội sẽ đóng góp cả nguồn lực, đóng góp vào kinh phí để tiếp tục duy trì một cái mô hình này được cách bền vững. Thì đấy vẫn là còn đang là một bài toán và chúng tôi vẫn đang tiếp tục hành trình đi tìm lời giải. Vâng, thì đấy là cái chia sẻ nhanh. Vâng, xin chuyển lại cho MC. Xin cảm ơn chia sẻ của anh Hiệp. Quý vị có thể thấy là cái mô hình này là mô hình rất mới, khởi nghiệp nhưng mà liên ngành. Và trong thành phần chúng ta tham dự hôm nay, mà đặc biệt là với gần 300 khán giả tham dự cái buổi này mà đến từ các viện trường, thì tôi cho rằng là như anh Hiệp đã trao đổi, là để mà làm thành công thì chúng ta vẫn phải tiếp tục cần thời gian, cần sự gắn kết chặt chẽ hơn với nhau. Và thực sự là khi gắn kết, khi hợp tác thì chúng ta mới đưa ra được các cái kinh nghiệm, những cái nội dung thực tiễn nó phù hợp khi mà chúng ta bắt tay liên ngành với nhau để giúp cho cộng đồng, giúp cho sinh viên có thể là khởi nghiệp thành công, đúng không ạ? Và kính thưa quý vị, thì trong khi các diễn giả của chúng tôi có thể là chia sẻ về các mô hình, thì cũng đề nghị các khán giả là chúng ta cứ đặt các câu hỏi thì ban tổ chức cũng sẽ thu nhận và cũng sẽ chuyển lên để chúng tôi đặt câu hỏi cho khán giả, cho các cái khách mời của chúng ta. Chị Hương có chia sẻ thêm gì về nội dung cái mô hình giữa các trường liên kết với nhau không? Thật ra thì như anh Hiệp có nói, có chia sẻ đấy, thì cái mô hình mà liên ngành liên kết giữa các trường ấy cho các cái nhóm mà sinh viên thì chúng tôi đã thực hiện rất là nhiều qua các cái cuộc thi. Ví dụ như là ở trường Đại học Ngoại thương thì khá là, chắc là mọi người ở đây đều biết là đến cuộc thi Kawai. Thì trường Đại học Ngoại thương, cái cuộc thi Kawai đó đã thu hút được rất là nhiều các cái trường khác. Thì trong đó có cái trường Bách Khoa hay là trường Đại học Quốc gia, cũng như là trường Đại học Kinh tế Quốc dân. Và đúng như anh Hiệp có nói là cái câu hỏi, cái bài toán mà cần phải đặt ra để giải quyết đó chính là cái mô hình làm sao để phát triển một cách bền vững và kêu gọi được tất cả các cái nguồn lực. Thì đó là chúng tôi đang phải cần tìm các cái phương pháp, các cái và chắc chắn là phải cần nhờ đến đề án 844 hay là Bộ Khoa Công nghệ có những cái mà góp ý hay là những cái đề xuất để chúng tôi có thể là cùng nhau làm cho cái mô hình nó phát triển bền vững hơn. Xin hết. Vâng, xin cảm ơn chị Hương. Như vậy là qua chia sẻ của anh Hiệp với chị Hương, thì ban tổ chức chúng tôi cũng muốn là trong thời gian tới đây, nếu quý vị ở các trường mà quan tâm và muốn coi như là hợp tác thì có thể là liên lạc với anh Hiệp, với chị Hương, đúng không? Để chúng ta tiếp tục mở rộng cái mối liên kết, để chúng ta nhân dần cái mô hình này ra để chúng ta có những cái cách làm hay để cho nó bền vững. Tiếp theo thì thưa quý vị, thì chúng ta thấy rằng là cái liên kết giữa các trường và các quỹ đầu tư là rất quan trọng, để làm sao mà các quỹ đầu tư mà tham gia vào cùng các cái chương trình khởi nghiệp tại các trường, để giúp cho các cái nhóm khởi nghiệp chúng ta có cơ hội, có điều kiện để như là phát triển các cái ý tưởng, các cái giải pháp cụ thể hóa và làm sao mà đưa ra được thị trường, đúng không? Thì cái vai trò của quỹ đầu tư là rất quan trọng. Thế thì cái mô hình mà Thinh Dương hiện nay là một thành viên của BK Fund, thì được thành lập từ cái sự nỗ lực rất lớn từ nhà trường và mạng lưới cựu sinh viên của trường Bách Khoa.
Và đây là một mô hình liên kết mà có lẽ là anh Đô và anh Hiệp cũng là người coi như là khởi xướng và cũng là những người mà nắm rõ nhất hiện nay. Thì cũng mong là hai anh sẽ có những cái chia sẻ về mô hình này và có những cái gì hay, cái gì cần quan tâm cho các viện trường hôm nay ở đây chúng ta sẽ biết được, mà có thể là chúng ta cũng chia sẻ kinh nghiệm đó để các viện trường nó có thể áp dụng được cho cái đơn vị của mình. Và sau đây xin và có khi là mời anh Đô nghe rõ không ạ? Vâng, em nghe được ạ. Mọi người nghe được không ạ? Đầu cầu của anh Đô bằng giữ xem tiếng. Mọi người nghe được không ạ? Thế thì trong lúc chờ kỹ thuật coi như là kết nối âm thanh thì khi anh Hiệp có thể chia sẻ một chút về mô hình coi như là nhà trường với quỹ đầu tư đúng không? Vâng, thì Hiệp xin tóm tắt một chút xíu thì gắn với cả bên Thinh Zone thì chúng tôi đang nói đến BK Fund. BK Fund là một quỹ được đầu tư. Quỹ đầu tư được hình thành ở trong trường Bách Khoa. Và có một cái điểm thú vị là quỹ lại các nhà đầu tư là cựu sinh viên, là cán bộ và cựu sinh viên của Bách Khoa, cán bộ của trường Bách Khoa. Và BK Fund thì được hình thành và không lấy từ nguồn tiền của Bách Khoa. Bách Khoa là một trường đại học công lập, cho nên là BK Fund thì được hình thành ở trong trường Bách Khoa nhưng mà lại không phụ thuộc vào cái nguồn tiền ngân sách của trường Bách Khoa. Và cái quá trình mà hình thành BK Fund thì thời gian diễn ra khá là nhanh chóng, trong khoảng độ 3 tháng từ những cái lúc mà họp chủ trương đầu tiên cho đến lúc mà chúng tôi được giấy phép. Tháng 10 thì là có cái đại hội của những nhà đầu tư để cam kết thành lập, và đến tháng 1 2021 thì chúng tôi đã hoàn thành cái thủ tục pháp lý để triển khai. Thì đấy là một cái điểm thú vị là một quỹ đầu tư được hình thành ở trong trường công, do những người gắn bó với cả trường công nhưng mà lại không sử dụng đến tiền ngân sách, cho nên là quá trình hình thành rất là nhanh gọn, triển khai và linh hoạt, và nhưng các hoạt động thì vẫn luôn đồng hành với cả trường Bách Khoa. Thì tôi nghĩ đấy là một điểm khá là thú vị. Một điểm nữa là như thế này, là quỹ BK Fund được hình thành thì gắn với cả sứ mạng mà trường Bách Khoa đặt cho, đó là tập trung để đầu tư và ươm tạo cho các nghiên cứu, cho các sáng chế ở trong trường đại học, tức là các sáng chế, các kết quả nghiên cứu trong trường Bách Khoa và cả chắc các trường đại học khác. Và các anh chị hình dung là đối với cả tiềm năng, những sáng chế, những kết quả nghiên cứu ở trong trường đại học, những trường kỹ thuật như trường Bách Khoa, thì thông thường kết quả khi được đầu tư ươm tạo thì có thể thành hai nhánh. Một nhánh là thành những doanh nghiệp khoa học công nghệ, chúng ta hay có thể gọi là công ty spin-off, và một nhánh khác là công ty mà công nghệ có tiềm năng tăng trưởng nhanh thì chúng ta gọi là công ty start-up. Tuy nhiên một điều tâm đắc nhất mà tôi muốn chia sẻ đấy là qua cái hình thức này thì ở trong trường đại học đã có một cái công cụ, đã có một cái tổ chức để hội tụ được rất nhiều nguồn lực từ phía xã hội tham gia vào với trường. Đầu tiên thì nói đến quỹ thì nguồn lực đấy là về tài chính, tuy nhiên đấy chỉ là phần đầu. Còn chúng tôi tâm đắc hơn là đi cùng với BK Fund thì các nhà đầu tư là cựu sinh viên, là cán bộ của trường Bách Khoa, là cựu cán bộ của trường Bách Khoa thì lại sẵn sàng trở thành những người cố vấn, sẵn sàng trở thành những người mà để hỗ trợ, chia sẻ những cái cơ hội về thương mại hóa công nghệ, cơ hội về kinh doanh cho những cái nhóm mà được đầu tư và ươm tạo. Và có lẽ thì cái phần chia sẻ của bạn Đô thì các anh chị sẽ hình dung cụ thể hơn cái giá trị mà tôi vừa đề cập. Và xin cảm ơn anh nhiều. Anh Đô đã nối được chưa ạ? Dạ, mọi người nghe được không ạ? Vâng, xin mời anh. Cảm ơn anh Nghiệp đã chia sẻ trước. Em xin bổ sung thêm về BK Fund thì là cũng là một cái câu chuyện rất là tình cờ, vì em cũng là cựu sinh viên của Đại học Bách Khoa. Thì trong quá trình đầu tư thì Thinh Dôn cũng được trao đổi với các anh cựu sinh viên về cái ý tưởng là sẽ thành lập một quỹ đầu tư cho các bạn khởi nghiệp mà là cựu sinh viên của nhà trường. Thì đây thì chắc là em chia sẻ nhiều hơn ở những câu chuyện thách thức. Vì một là cái hành lang pháp lý để thành lập một cái quỹ trong một cái trường đại học nó có rất nhiều cái vấn đề, và ở đây thì những thành viên sáng lập cũng đã phải làm việc với phía bộ khoa công nghệ rồi kể cả bộ cái đầu tư để sử dụng cái nghị định 38 để có thể thành lập trong giai đoạn đầu tiên. Nhưng cái thách thức lớn hơn đó là câu chuyện là những cái người thành lập quỹ trong giai đoạn đầu ấy thì là chưa có nhiều, nhất là các nhà đầu tư thì các anh ấy có thể là các doanh nhân,
có thể là đã thành công rất nhiều trong các mô hình kinh doanh truyền thống, nhưng mà khi đi đầu tư về khởi nghiệp, về một mô hình về venture capital thì là thường chưa có nhiều kinh nghiệm. Thì ở đây cái cách mà để một cái quỹ đầu tư nó thành lập được tốt nhất ấy, thì là những cái nhà đầu tư tham gia vào phải có chung một cái tiếng nói, có chung một cái khẩu vị đầu tư, và cũng phải hiểu hơn về cái cách thức đầu tư mà khi cái quỹ nó sẽ giải ngân, nó thẩm định, nó đưa ra các cái term sheet như thế nào. Thì để thành lập được thì giai đoạn đầu là Thinh Zone đồng hành với các cái nhà đầu tư sáng lập đầu tiên của BK Fund để có những cái buổi đào tạo ở Thinh Zone, để các nhà đầu tư thực sự phải hiểu về câu chuyện là đầu tư khởi nghiệp là như thế nào đã. Và các nhà đầu tư phải chấp nhận take risk, phải chấp nhận rủi ro trong các cái thương vụ đầu tư. Vì nếu mà trong cái giai đoạn đầu tiên mà chúng ta không có cùng cái khẩu vị đầu tư và chấp nhận một cái rủi ro ấy, thì là cái quỹ nó sẽ không giải ngân được, mặc dù có thể là quỹ có tiền. Thì đấy là một trong những cái thách thức đầu tiên là phải vượt qua. Cái thứ hai là cái quy trình đầu tư, thì trong quá trình đến bây giờ là Mega Fund hoạt động được gần 1 năm rồi, thì là phía em hay anh Hiệp hay là những cái nhà đầu tư sáng lập ban đầu thì cũng rất là chịu khó để luôn luôn rút kinh nghiệm trong từng cái lần thẩm định các cái thương vụ, hay là khi đầu tư thì cũng rút kinh nghiệm trong cái việc là trong cái thương vụ này chúng ta cần huy động bao nhiêu tiền đầu tư thêm, chúng ta cần có các cái co-investor như thế nào, chúng ta cần định giá như thế nào, hay là trong cái quy trình để ra quyết định làm sao để nó nhanh hơn. Vì là các bạn khởi nghiệp, các bạn startup thì cần luôn luôn là có một cái sự hỗ trợ và cái quyết định của các nhà đầu tư nó không thể lâu được, vì là với startup họ tính từng ngày. Thì hiện tại BK Fund cũng đã thay đổi rất là nhiều và hứa hẹn là trong thời gian tới thì sẽ có những cái hỗ trợ mạnh hơn và những cái quyết định đầu tư tốt hơn với các bạn khởi nghiệp. Thì đến hiện tại thì BK Fund đã ra quyết định đầu tư đến 2 thương vụ và có một số thương vụ thì đang trong quá trình là ra term sheet rồi. Thì đấy là cũng là những cái yếu tố, và có những thương vụ thì cũng đến hơn 200.000 đô trên một thương vụ. Vâng, xin cảm ơn phần chia sẻ của anh Đô. Chúng ta thấy là để quỹ đầu tư mà các anh ấy đầu tư được cho các cái nhóm khởi nghiệp của chúng ta là cả một cái quá trình, đúng không ạ? Và để mà các startup mà nhận được cái quỹ thì cũng cần phải rất là bài bản, chuyên nghiệp, phải qua các. Vâng, thì mời anh Hiệp. Hiệp xin cập nhật một ý nhỏ thôi ạ. Tức là để có thể được hình thành thì BK Fund thì Hiệp nghĩ là cái vai trò rất là then chốt đấy chính là từ đội ngũ mà lãnh đạo. Và đối với trường hợp của BK Fund thì ở đây lãnh đạo là như thế này ạ. Thứ nhất là lãnh đạo của trường, đấy là cái sự ủng hộ mà của nhiệm kỳ trước anh Hoàng Minh Sơn là hiệu trưởng, cho đến nhiệm kỳ tiếp theo anh Huỳnh Quyết Thắng là hiệu trưởng đều vô cùng nỗ lực ủng hộ, và các anh ấy cũng trực tiếp cùng tham gia BK Fund. Cái lãnh đạo, đội ngũ lãnh đạo thứ hai mà Hiệp đề cập ấy, thì chính là những cái người mà làm chủ trương chính sách, và BK Fund có sự hỗ trợ vô cùng tích cực từ phía thầy Nguyễn Quân. Và lãnh đạo thứ ba mà Hiệp đề cập ấy, thì đấy là từ chính những chủ doanh nghiệp, họ đã tham gia rất tích cực, mặc dù có những anh chị thì đây là lĩnh vực rất mới của các anh chị, nhưng các anh chị đã rất tích cực tham gia. Và khi tham gia với lĩnh vực mới thì đấy chính là cái tính phiêu lưu mạo hiểm mà các anh chị chấp nhận khi tham gia. Thì đấy là cái vai trò rất quan trọng của đội ngũ lãnh đạo để có thể ra đời được BK Fund và tiếp tục triển khai hoạt động. Thì đấy là cái chia sẻ của Hiệp. Dạ. Vâng, cảm ơn anh Hiệp. Như vậy chúng ta sẽ cập nhật thêm, đúng không ạ? Ý chí và quyết tâm của lãnh đạo cũng rất là quan trọng để tạo điều kiện để thúc đẩy ra được cái mô hình về giữa trường đại học với cả các cái quỹ đầu tư. Tôi muốn hỏi một chút là đặt hàng của anh Đàm Quang Thắng, dưới góc nhìn của anh thì mô hình của liên kết giữa các trường liên ngành với nhau, hay là mô hình ở giữa các cái trường đại học với các quỹ như hiện nay, thì anh đánh giá như thế nào? Anh có thể chia sẻ về quan điểm của anh về những cái mô hình này để nó giúp cho cái việc là thúc đẩy cái hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, cũng như là thúc đẩy cho cái việc là liên kết các cái mạng lưới, các cái tổ chức mà hỗ trợ cho cái hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo. Xin mời anh. Rồi, cảm ơn. Kính thưa quý vị đại biểu on và offline, thì đúng là cái chủ đề mà liên quan đến cái việc là chúng ta phối kết hợp, và đây đúng là một trong những cái rất đặc trưng của khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, là chúng ta phải sử dụng ngoại lực rất là nhiều. Chúng ta kết nối tất cả nguồn lực lại với nhau để làm sao mà hỗ trợ lại cho hệ sinh thái, hỗ trợ lại cho các chủ thể, đó là các startup. Thì đối với cả cái mô hình mà liên kết các nguồn lực, đặc biệt trong khối các trường đại học, thì đó là một cái chúng ta tối ưu được những cái trí tuệ, những cái talent, những cái chân tài thực sự của trong các trường đại học. Từ các trường khối, các trường kỹ thuật giống như là BK cho đến Bách Khoa, cho đến những cái trường mà mang tính mà kinh tế giống như Đại học Kinh tế hoặc Đại học Ngoại thương, thì chúng ta đã có những cái góc nhìn, chúng ta đã có những cái nguồn lực rất lớn từ phía các
nguồn lực của các bản thân các trường, trong đó thêm một đằng sau nữa là nguồn lực cho các shop, là vì là chúng ta đã có hội tụ được toàn bộ những cái yếu tố cần và đủ của một cái nhóm khởi nghiệp khi mà hình thành từ các trường đại học như vậy, liên kết như vậy. Và bên cạnh đó nữa thì cái việc mà hình thành các quỹ, mà cái quỹ này lại xuất phát từ khối các trường đại học, thì tôi nghĩ là đây là một cái bước rất đột phá. Là vì là có thể nói là không ai có thể hiểu hơn được cái khổ về đầu tư ấy, không ai có thể hiểu hơn được bằng các cựu sinh viên. Và tôi nghĩ là đây là một cái sáng kiến rất là mới và rất là hay của BK khi hình thành BK Fund. Là vì là những cựu sinh viên chính là những nguồn lực lớn nhất, có thể nói là lớn nhất trong các trường đại học. Và khi mà chúng ta tập trung vào mạng lưới các cựu sinh viên, thì chính đó, chính họ đã trở thành những nhà cố vấn rất tốt. Họ có thể trở thành nhà đầu tư rất tốt. Và họ rất am hiểu về cái lĩnh vực, rất am hiểu về những cái khẩu vị, rất am hiểu về những cái việc là các sinh viên, các nhóm khởi nghiệp, thì không ai có thể tốt hơn được bằng những cái quỹ đầu tư xuất phát từ cái trường đại học như vậy. Và đặc biệt nữa là những cái quỹ này lại xuất phát từ những cái nguồn lực bên ngoài và kết hợp với những cái mà thế mạnh của các trường đại học như vậy, thì tôi nghĩ đây là mô hình rất là mới mà tôi nghĩ là cần nhân rộng với các trường đại học khác nếu có được. Xin cảm ơn. Xin cảm ơn chia sẻ của anh Thắng. Thế thì với cái mô hình hay như vậy đúng không? Và tất nhiên là chúng ta vẫn đang trong giai đoạn là mới thành lập, đang vận hành đúng không? Và cũng vừa vận hành vừa đánh giá các cái hiệu quả và đúc rút các cái kinh nghiệm trong quá trình triển khai ấy. Thế thì có một câu hỏi có lẽ là muốn anh Hiệp hay là chị Hương hoặc là anh Đô đúng không? Để giúp cho coi như là các cái quý vị khán giả đang tham dự cái buổi tọa đàm ngày hôm nay, là chúng ta có nó làm cách nào hay là có những cái vấn đề để khi mà chúng ta triển khai nhân rộng với cái mô hình này ở tại các đơn vị giáo dục và đào tạo khác để liên kết với nhau, thì cái cách nhân rộng hay là cái kinh nghiệm trong quá trình nhân rộng, thì có thể là xin ý kiến các anh chị chia sẻ thêm để cho các khán giả cũng có thể là hình dung ra được đúng không, cái cách làm. Hiệp chị chia sẻ ngắn trước một chút xíu đấy ạ. Thì không phải là vô cớ mà vừa rồi cái phần mà trình bày của Hiệp có cái từ lãnh đạo sẽ có nhiều lý do, nhưng mà cái lý do mà Hiệp tham gia chỉ cần một cái thôi ạ. Đấy là rất là quan trọng là phải tiếp cận theo hướng mà top down, tức là chính cái sự mà ủng hộ, thúc đẩy và quyết tâm của lãnh đạo là một trong những cái chìa khóa đầu tiên và rất là quan trọng để có thể triển khai cái mô hình mà quỹ đầu tư cho khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trong trường đại học như chúng ta vừa trao đổi từ nãy giờ. Vâng, thì đấy là ý kiến mà Hiệp điểm nhấn, còn xin chuyển lại cho các bạn tiếp theo để các bạn cũng có thêm chia sẻ những cái quan điểm, những cái điểm nhấn của các bạn. Hiệp. Mời anh Đô. Em bổ sung thêm là về cái việc nhân rộng đấy, thì là chắc là sau cái quá trình 1 đến 2 năm thành lập thì BK Fund sẽ đóng gói lại được rất nhiều cái công thức để có thể đi chia sẻ lại với các cái trường đại học khác. Em đồng ý với anh Hiệp là cái yếu tố quan trọng nhất đó là lãnh đạo của nhà trường là phải là một trong những cái đội ngũ mà rất là quyết tâm và ủng hộ cái mô hình này. Vì nếu mà các lãnh đạo mà không ủng hộ thì thực ra rất khó để có thể vận hành hay là được tận dụng các cái lợi thế mà nhà trường hỗ trợ. Cái thứ hai là cái câu chuyện về kiến thức thì nhà trường rất là mở cho việc là đi trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm, kiến thức với các quỹ đầu tư khởi nghiệp hay kể cả là các mô hình khởi nghiệp thành công từ chính các cái cựu sinh viên của nhà trường. Vì không chỉ là các doanh nhân mà trong, ví dụ trong trường Bách Khoa thì đến bây giờ có rất nhiều các cái founder đã thành công rồi. Trong quá trình thành lập thì trong quá trình đầu thì nên là có rất nhiều các cái buổi thảo luận về chia sẻ kinh nghiệm đấy, để lãnh đạo nhà trường, các cái thành viên mà sau này sẽ đứng ra quản lý cái quỹ này và những cái nhà đầu tư sẽ đầu tư vào quỹ này sẽ có cái kiến thức và có cái góc nhìn đúng đắn. Từ cái góc nhìn đấy thì cái quá trình thành lập quỹ nó sẽ diễn ra nhanh hơn. Và không chỉ thành lập mà cái thách thức nó còn liên quan đến cái lúc mà chúng ta sẽ vận hành cái quỹ về sau. Vì có thể chúng ta sẽ huy động được rất nhiều tiền mà đến lúc mà quỹ nó không giải ngân được thì cũng gặp rất nhiều vấn đề và gây khó khăn thách thức cho những cái đội ngũ mà đứng ra sẽ quản lý cái quỹ đấy. Thì theo em đấy là những yếu tố quan trọng, nghĩa là chúng ta phải đúc rút lại là chúng ta phải có cái quá trình hình thành nên một cái quỹ với những cái kiến thức kinh nghiệm được chia sẻ từ nhiều cái quỹ đầu tư khởi nghiệp ở bên ngoài, các quỹ đầu tư mạo hiểm ở trong và ngoài nước sẽ tham gia vào cùng với nhà trường. Vì nếu đứng ở góc độ về quỹ đầu tư như Think Zone thì là bọn em rất muốn là được làm việc với các trường đại học, vì là đây là nơi mà sinh ra rất nhiều các cái bạn khởi nghiệp và tiềm năng cho sau này, thì nó
tạo nên một cái hệ sinh thái mà có những cái bạn khởi nghiệp mà có bài bản hơn, vững vàng hơn trong cái quá trình các bạn ấy biến những cái ý tưởng để ra thị trường. Vâng, cảm ơn anh Đô. Như vậy là cái việc nhân rộng này nó phải được đúc kết lại đúng không ạ? Và hy vọng là sau này bên anh Hiệp, chị Hương hay là anh Đô sẽ giúp cho cộng đồng của chúng ta có những cái chỉ dẫn đúng không? Có những cái quy trình để làm sao mà giúp cho viện trường có thể là mạnh dạn trong cái việc là thúc đẩy cái mô hình liên kết và đi đến những cái hiệu quả cho hệ thống. Như chúng ta đã biết ấy, thì đề án tầm 44 đã triển khai và mới đây thì Thủ tướng đã có một cái quyết định sửa đổi bổ sung là 188 đúng không? Để liên quan đến cái việc hình thành và hỗ trợ phát triển mạng lưới khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia. Thì với vai trò là điều phối của dự án thì cũng đề nghị anh An có thể chia sẻ với các cái quý vị về nội dung của mạng lưới và các cái định hướng mà việc phát triển mạng lưới này trong cái chương trình 844 cũng như là cái định hướng của Bộ Khoa Công Nghệ. Xin mời anh An. Vâng ạ, xin cảm ơn anh Hưng. Kính thưa quý vị đại biểu, thì chúng ta cũng đã biết là như các anh chị diễn giả trước đã nói thì cái hệ sinh thái chúng ta đã hình thành về cơ bản là tương đối toàn diện các cái chủ thể tham gia vào. Thế thì cái giai đoạn tiếp theo để mà phát triển cái hệ sinh thái thì cái yếu tố mà liên kết, yếu tố tương tác giữa các cái chủ thể đó để nhằm giúp cho cái hạt nhân của cái hệ sinh thái là những cái bạn hoặc là những cái doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo là vô cùng quan trọng. Và trước khi triển khai cái đề án 844 trong cái giai đoạn 2016-2020 thì bản chất là Bộ Khoa Công Nghệ đã có rất nhiều các cái chương trình hoạt động trước đấy mà cũng đã phần nào để hình thành những cái liên kết và các anh chị, các quý vị đại biểu cũng đã nghe các anh chị đã chia sẻ từ cái chương trình hợp tác đổi mới sáng tạo Việt Nam Phần Lan IPP thì Bộ cũng đã thúc đẩy hình thành những cái mối liên kết, những cái mối tương tác giữa các cái tổ chức mà xây dựng hệ sinh thái là Ecosystem Builder và những cái trường đại học. Trong IPP 2 thì kể cả trường ngoại thương rồi trường bách khoa đều tham gia vào cái hoạt động liên kết đấy. Rồi những cái chương trình sau này, ví dụ như là anh Hiệp có chia sẻ về liên kết giữa liên trường, giữa các cái trường khối công nghệ và trường khối kỹ thuật để hình thành đến các cái nhóm sinh viên mà có đủ về công nghệ, có đủ về kỹ thuật, có khả năng tiếng Anh, có khả năng xây dựng mô hình kinh doanh, sẽ là một cái nhóm khởi nghiệp mạnh hơn. Rồi anh Thắng ngồi đây cũng là đại diện cho cái cộng đồng cố vấn khởi nghiệp sáng tạo và cũng đã có rất nhiều hoạt động liên kết giữa cái cộng đồng cố vấn với nhau, rồi cộng đồng cố vấn với các trường đại học. Hay như anh Đô đại diện cho Thính Zone thì trong khuôn khổ mà triển khai các cái hoạt động xong đấy, có những hoạt động của đề án thì cũng đã có những cái mối liên kết giữa quỹ đầu tư với các trường đại học. Ngoài cái câu chuyện giữa Thính Zone Venture và BK Fund thì còn có những câu chuyện giữa Thính Zone và Học viện Kỹ thuật Quân sự, Thính Zone và Học viện Bưu chính Viễn thông, thì đấy cũng là những cái nền tảng, những cái manh nha ban đầu để chúng ta đề cập đến cái câu chuyện là chúng ta cần thúc đẩy hơn nữa, như anh Hưng, anh Hiệp nói là cần thúc đẩy hơn nữa và cần nhân rộng hơn nữa những cái mô hình hợp tác này. Thì đấy là cái cơ sở mà trong cái việc tham mưu cho lãnh đạo chính phủ ban hành cái quyết định 188 sửa đổi bổ sung một số cái nội dung của cái quyết định 844 trước đây về triển khai hoạt động hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo, thì chúng tôi có đưa vào một trong những cái nội dung trọng tâm đó là cái việc hình thành cái mạng lưới kết nối khởi nghiệp sáng tạo quốc gia. Và cũng báo cáo với các anh chị, về cả quý vị đại biểu là trong cái TechFest 2018, tất cả anh chị ở đây cũng đều tham gia ở trong cái hoạt động đấy, được tổ chức tại Đà Nẵng. Và lần đầu tiên Thủ tướng Chính phủ thời đấy là bác Nguyễn Xuân Phúc đã tham dự cái lễ khai mạc của TechFest 2018. Và trong cái nhận định của Thủ tướng Chính phủ trong cái bài phát biểu khai mạc cũng có nói là chúng ta về mặt gọi là hỗ trợ các cái hoạt động khởi nghiệp sáng tạo thì chúng ta đã tổ chức rất là nhiều hoạt động. Thế nhưng mà để mà hình thành được một cái thống nhất trong các cái hoạt động hỗ trợ khởi nghiệp từ trung ương đến địa phương, chúng ta có rất nhiều tổ chức hỗ trợ. Theo thống kê của chúng tôi là hiện tại là có hơn 200 các tổ chức hỗ trợ khởi nghiệp, rồi là các không gian làm việc, các khu làm việc chung rất nhiều. Các trường đại học đưa các hoạt động hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo vào trong các trường đại học cũng rất nhiều. Cách đây mấy ngày thì chúng tôi vừa tổ chức một cái hội thảo về cái kết nối mạng lưới nghiên cứu về cơ chế chính sách, chúng tôi cũng được nhận được sự tham gia của rất nhiều trường đại học. Tuy nhiên là chúng ta thiếu một cái sự xuyên suốt và một cái sự thống nhất từ thống nhất về nhận thức, thống nhất về hành động, thống nhất về cách nhìn nhận của chúng ta đối với cái loại hình doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo này. Thì đấy cũng là một trong những cái mong muốn của chúng tôi khi hình thành mạng lưới. Chúng tôi muốn là ngoài cái việc liên kết thì chúng tôi tăng cường cái việc nhận thức và hướng đến một cái sự thống nhất, cũng như là tăng cường cái tính hiệu quả trong sử dụng nguồn lực cái câu chuyện hỗ trợ khởi nghiệp này. Và một cái điều nữa là chúng tôi cũng muốn là bản thân chúng ta, chị Hương nói rất nhiều, lúc nãy chúng tôi ngồi dưới kia trao đổi, chị Hương nói rất nhiều về câu chuyện chúng ta liên kết, nhưng mà
cái tính bền vững của cái việc liên kết để chúng ta có thể làm được một chương trình. Thế nhưng mà để mà chúng ta nhân rộng được thành 2, thành 10 hoặc là nhân rộng cho các cái viện trường khác, các tổ chức hỗ trợ khác thì cái tính bền vững là rất quan trọng. Tôi thiết nghĩ là câu chuyện của BK Fund chúng ta nói ở đây nhiều là bởi vì BK Fund chứng tỏ được cái tính bền vững của mình thông qua sự ủng hộ của lãnh đạo nhà trường, thông qua sự tham gia liên kết được với các cựu học sinh, cựu sinh viên của trường, và một cái mô hình mà tôi nghĩ là nó có thể về tính bền vững của nó có thể được đảm bảo. Thế cho nên là cái việc chúng tôi hình thành mạng lưới cũng góp phần để giải quyết các cái vấn đề cụ thể của từng thành viên tham gia mạng lưới. Qua đấy thì mong muốn rằng là những cái hợp tác của chúng ta, những cái mô hình mà chúng ta đề xuất, chúng ta triển khai nó có tính cái bền vững, nó tốt hơn, nó cao hơn. Để cũng chia sẻ với các quý vị đại biểu. Cảm ơn câu hỏi của anh Hưng. Vâng, xin cảm ơn anh An. Như vậy chúng ta thấy là để hình thành mạng lưới thì cái vai trò của việc cơ chế và chính sách để thu hút, để gắn kết các cái cấu phần trong mạng lưới là rất quan trọng, đúng không ạ? Thì tôi cũng muốn là các anh chị chia sẻ xem là có đối với cái việc mà thu hút các cái tổ chức mới hoặc là để hình thành mạng lưới hay là thu hút các cái chuyên gia, đúng không? Trong cái lĩnh vực mà khởi nghiệp đổi mới sáng tạo thì chúng ta có cái góc nhìn về cơ chế hay chính sách như thế nào để có thể là thu hút cũng như là gắn kết cho cái hoạt động này không ạ? Xin mời anh Thắng nhé, anh Thắng có chia sẻ cho cái hoạt động cơ chế chính sách và để gắn kết cho các cái mạng lưới không? Hiện nay và coi như là cũng có thể là anh chia sẻ thêm những cái thực tiễn mà qua quá trình anh triển khai. Theo tôi nghĩ thì cái đầu tiên ý, là chúng ta làm sao chúng ta phải đặt đúng cái vai trò và cái nhiệm vụ và cái tầm quan trọng của các mạng lưới đối với hệ sinh thái. Vì là chúng ta thấy là chúng ta nói rất nhiều về các cấu phần nhưng mà chưa chắc đã nhiều người hiểu được là cái tầm quan trọng của họ như thế nào đối với hệ sinh thái. Và thậm chí nó còn bước sâu hơn nữa, tức là nó tầm quan trọng của những cấu phần đấy đối trực tiếp với các startup, các chủ thể, đó là các doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo. Thì chúng ta phải đưa ra cái nhận thức và chúng ta phải tuyên truyền rất là nhiều. Là vì là khi mà chúng tôi mà triển khai hoạt động, tôi nói ví dụ như hoạt động về xây dựng cái mạng lưới đội ngũ cố vấn nằm trong hội đồng cố vấn khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia, thì bản thân chúng tôi cũng xác định rất rõ là cái đầu tiên là chúng tôi phải thấy là các doanh nghiệp người ta cần gì, cái đội ngũ cố vấn như vậy có cần cho người ta hay không, và đội ngũ cố vấn như vậy ghép vào cái mảnh ghép với sinh thái như thế nào. Thì toàn bộ những cái đó chúng ta phải làm rõ ngay từ đầu. Cái thứ hai nữa là khi chúng tôi triển khai như vậy thì một trong những công tác mà có thể nói là rất quan trọng đó là công tác đào tạo. Đào tạo liên quan đến cái việc mà cơ chế chính sách của nhà nước. Là vì nếu chúng ta triển khai mà chúng ta không có đào tạo thì vô hình dung là chúng ta sẽ làm sai, cái đích của chúng ta sẽ bị sai. Là vì là sáng tạo nó khác rất nhiều với cái cách chúng ta đang làm. Vì nó là mới, mà nó mới thì cần phải được đào tạo. Bản thân những người mà tham gia vào cái mạng lưới đó cũng phải được đào tạo để người ta làm đúng. Tôi nói ví dụ rất đơn giản là hiện nay quay lại câu chuyện cố vấn thì có thể là rất nhiều các anh chị có rất nhiều kinh nghiệm rất giỏi, thậm chí kể cả các thầy rất là giỏi. Nhưng mà các thầy đang làm đóng vai trò là nhà tư vấn nhiều hơn rất là nhiều. Thường là các thầy là bao giờ có áp đặt, hoặc là các anh chị mà doanh nhân thì áp đặt những cái các anh chị đang có vào để tư vấn, để yêu cầu các shop làm sao người ta làm theo cái của họ. Nhưng mà cố vấn chúng tôi thì khác rất là nhiều. Chúng tôi sử dụng những cái chúng tôi có để chúng tôi làm sao cùng với các shop giải quyết vấn đề trên cái cơ sở là nhìn vào thực tế và nhìn vào tương lai, thì hai cái cách tiếp cận nó khác nhau. Và để làm như vậy thì chúng ta cái công tác đào tạo rất quan trọng. Đào tạo xong thì tìm được những cái người mà thực sự tâm huyết tham gia vào hệ sinh thái. Vì chúng ta thấy là khi mà chúng ta có rất cái gọi là cái nguồn lực của nhà nước rất là ít phục vụ cho cái việc xây dựng hệ sinh thái, thì khi mà nguồn lực nhà nước không nhiều như vậy thì ai sẽ là người tham gia vào? Vì cơ bản thì tham gia vào thì chúng ta thấy là ngoài cái việc mà chúng ta trách nhiệm xã hội ra thì chúng ta không gần như không có được những cái nguồn lợi khác, không được có được những cái mà cái hưởng lợi từ cái việc là chúng ta tham gia vào. Thì người ta sẽ hỏi là như vậy tôi tham gia vào được cái gì? Thậm chí kể các thầy các cô tham gia vào cái vấn đề mà vai trò tôi nói ví dụ là cố vấn, thì các thầy các cô đã hỏi tôi được cái gì? Các anh chị cũng sẽ hỏi tôi được cái gì khi tôi tham gia vào? Chưa nói cái chuyện là cái mất rất là nhiều, mất nhiều thời gian, thậm chí còn nó còn liên quan rất nhiều, ảnh hưởng rất nhiều đến công việc mà cái người tham gia vào sẽ bị ảnh hưởng như vậy. Thì vấn đề là chúng ta đã có được đào tạo rồi, nhưng làm sao chúng ta khích lệ để cho những người đó đã tham gia vào sinh thái. Và một cái cuối cùng nữa thì toàn bộ những cái việc như vậy, cái việc về sinh thái như vậy thì cơ bản vẫn chủ yếu là vấn đề tự nguyện. Hình thành mạng lưới là tự nguyện. Thì cái tự nguyện như vậy thì nó sẽ hoạt động theo mô hình nào? Tôi nói ví dụ như là bản thân chúng tôi, Hội đồng Cố vấn Khởi nghiệp Đổi mới Sáng tạo Quốc gia ấy, thì chúng tôi là trực thuộc của VCCI.
và chúng tôi có đằng sau cái nguồn lực rất lớn của VC2, chúng tôi có một cái đối tác rất quan trọng, đó là báo Giới Trẻ Doanh Nghiệp, và chúng tôi đã sử dụng rất nhiều nguồn lực của bên đó để chúng tôi thực hiện cái mô hình hoạt động của chúng tôi. Chúng tôi liên kết các nguồn lực của chúng tôi với các tổ chức nước ngoài, ví dụ như UNDP, thì hiện nay chúng tôi đã có 2 năm nay chúng tôi đã kết hợp để chúng tôi đưa cái tinh thần liêm chính, minh bạch vào trong khởi nghiệp sáng tạo, để mỗi một cá nhân, mỗi một cái nhóm khởi nghiệp họ xác định rõ là họ cần phải làm cái gì khi mà họ tiếp cận các nguồn lực bên ngoài bằng sự minh bạch của họ. Thì đấy là nguồn lực rất lớn mà chúng tôi quay lại chúng tôi phục vụ cho cái việc là triển khai cái mô hình hoạt động. Thì những tổ chức khác thì nguồn lực họ, thì nguồn lực với những cái nguồn lực mà họ không có như vậy thì họ tồn tại như thế nào? Vì tất cả là tự phát hết thì vẫn quay lại vẫn làm. Cuối cùng là hỗ trợ họ, cơ chế chính sách hỗ trợ như nào để họ thực sự là họ có sự gắn kết, và gắn kết ở đây có hiệu quả rồi nhưng nó phải mang tính bền vững, như chúng ta đang nói chuyện là các tổ chức, các mạng lưới thành lập ra nó phải mang tính bền vững và nó phải có cái mô hình hoạt động rất là rõ ràng. Thì cái đấy tôi nghĩ là chúng ta cần nhiều cái giải pháp hơn nữa liên quan đến cái việc mà cơ chế chính sách, cái sự hỗ trợ cho những cái mạng lưới, hỗ trợ lại cho khởi nghiệp đổi mới sáng tạo. Vâng, cảm ơn anh Thắng. Thế thì vâng, mời anh Hiệp có ý kiến thêm đúng không? Và có lẽ là cũng đặt hàng thêm với anh Hiệp luôn. Thì qua cái, với những cái phần mà liên quan đến cái cơ chế để thu hút như vậy, thế thì và trong cái quá trình mà mình triển khai mà phát triển cái mạng lưới hay phát triển hệ thống của mình, thì rõ ràng chúng ta phải có cái tiêu chí cho coi như là các thành viên hay là cho các cái cấu phần để tham gia vào cái mạng lưới của mình, đúng không? Thì có nhất thiết phải có một cái tiêu chí riêng không, hay là cái hướng nào để chúng ta thúc đẩy được cái mạng lưới chúng ta phát triển? Thì cái phần trình bày của Hiệp thì sẽ có hai phần. Một phần là dưới cái góc nhìn của Hiệp thì Hiệp điểm danh một chút về những mạng lưới hiện nay ở trong hệ sinh thái khởi nghiệp dưới góc nhìn của Hiệp. Và phần thứ hai thì Hiệp rất là muốn là cái phần chia sẻ của Hiệp thì nối tiếp ý của anh Thắng. Đấy là những cái tiêu chí nào quan trọng để cho một mạng lưới mà sau khi được hình thành rồi thì được triển khai và triển khai một cách bền vững. Thì hiện nay nói về câu chuyện mạng lưới thì ở đây chắc chắn là tất cả chúng ta đều quan tâm đầu tiên là đến nhà đầu tư. Và các anh chị thân mến, mà hiện nay nhà đầu tư thì nói đến mạng lưới thì đầu tiên phải nói đến liên minh các nhà đầu tư mà anh John là một trong anh Đô ở bên Tinh John là một trong những người mà sáng lập liên minh. Thành ra là các anh chị sẽ cố gắng là liên hệ với cả anh Đô, vì đằng sau anh Đô là có cả hơn 100 nhà đầu tư. Nhưng mà bên cạnh thì liên minh đấy thì bản thân vừa rồi Hiệp hội Phần mềm Vinasa cũng có thành lập một câu lạc bộ các nhà đầu tư. Và hiện nay thì chắc chắn là trong khu vực Hà Nội, trong khu vực Sài Gòn, chẳng hạn như là từ mấy buổi hội thảo hôm trước của sự kiện thì các anh chị đã nhắc đến YBC. YBC là một câu lạc bộ, vì hiện nay các anh ấy cũng đang thành lập các nhà đầu tư giống như nhà đầu tư thiên thần. Và thành ra là Hà Nội và Sài Gòn cũng còn đang tiếp tục triển khai các cái liên minh rồi các câu lạc bộ nhà đầu tư. Và trong Sài Gòn thì chắc chắn là những anh chị nào mà đã theo dõi TechFest nhiều năm thì sẽ được nghe nói đến chị Nguyễn Phi Vân, cũng là một trong những người mà rất là tích cực để hình thành mạng lưới các nhà đầu tư. Thì đấy là các nhà đầu tư. Mạng lưới thứ hai là nói đến các cố vấn khởi nghiệp, và vai trò của cố vấn khởi nghiệp thì lại vô cùng quan trọng, không thể thiếu được đối với các chương trình ươm tạo, các vườn ươm ở cả trong và ngoài trường đại học. Thì anh Thắng là chủ tịch của mạng lưới cố vấn quốc gia và gắn liền với cả VCCI. Bên cạnh đấy thì 4 năm nay TechFest thì cũng thường xuyên có hoạt động và vinh danh về VMI, sáng kiến về cố vấn khởi nghiệp. Và cả đằng sau báo Diễn đàn Doanh nghiệp thì cũng đã xây dựng cộng đồng cố vấn khởi nghiệp quốc gia bên cạnh cái chương trình mà VSMA mà anh Thắng đang là chủ tịch. Và chắc chắn là ở Hà Nội với Sài Gòn thì cũng còn những nhóm, những câu lạc bộ để hình thành cố vấn khởi nghiệp, thậm chí một số những cái chương trình mà của Liên minh Liên trường thì các chương trình ươm tạo đấy cũng đã hình thành những cái nhóm mà cố vấn khởi nghiệp. Thì đấy là mạng lưới về cố vấn khởi nghiệp ạ. Còn mạng lưới nữa thì là chẳng hạn như là mạng lưới về các cái chương trình ươm tạo, rồi có những mạng lưới về các co-working space, các khu làm việc chung. Thì Hiệp thấy là về vấn đề về mạng lưới thì khá là nhộn nhịp và sẽ càng ngày càng có thêm những cái mạng lưới, những cái liên kết ở trong hệ sinh thái và khởi nghiệp. Thì đấy là cái phần điểm danh một chút xíu ban đầu ạ. Cái phần thứ hai mà Hiệp muốn chia sẻ với mọi người thì thực ra Hiệp nghĩ là cái nhân tố quan trọng đầu tiên ấy, thì đấy chính là cái vai trò mà chính phủ kiến tạo. Đấy là cái vai trò đầu tiên. Và một dấu ấn rất là cụ thể là cứ mỗi một mùa TechFest thì chúng tôi lại hình dung ra lại một lần một sự kiện để liên kết mọi người trong hệ sinh thái. Và chính nhờ cái sự kiện TechFest đấy thì mạng lưới được hình thành nhanh hơn, rộng hơn và cụ thể hơn.
Thành ra tôi thấy rất là rõ ràng cái vai trò mà chính phủ kiến tạo ở đấy. Và thậm chí hiện nay thì chưa chính thức đâu, nhưng mà còn đang manh nha hình thành là cộng đồng các trưởng làng TechFest. Và các trưởng làng TechFest thì hiện nay đang hoạt động rất là tích cực để hỗ trợ các vườn ươm, hỗ trợ các địa phương, hệ sinh thái ở cấp độ trường đại học và hệ sinh thái ở các địa phương để triển khai vấn đề về khởi nghiệp. Thì đấy là vai trò mà chính phủ kiến tạo. Và vai trò này thì vừa nằm ở cấp độ trung ương và vừa nằm ở cấp độ các tỉnh thành. Và lại nhắc một lần nữa, ở mạng lưới thì hiện nay bắt đầu ở Việt Nam để hình thành những hội và hiệp hội về khởi nghiệp. Quảng Nam thì vai trò rất tích cực của anh Sinh thì đã hình thành ra được hai hội về khởi nghiệp. Ở quốc gia thì cũng đang trong những cái thủ tục cuối cùng để hình thành là hiệp hội khởi nghiệp quốc gia. Và còn cái phần mà đại hội sáng lập anh ạ, có quyết định rồi nhưng còn đại hội sáng lập. Và ở Hà Nội thì cũng đang trong quá trình mà vận động để hình thành hội khởi nghiệp Hà Nội. Và tôi nghĩ đây là khởi đầu để hình thành, và những năm tiếp theo chúng ta sẽ lại chứng kiến thêm nhiều hội khởi nghiệp nữa. Vậy thế thì quay trở lại một chút, như tôi vừa nói, tôi rất muốn là sẽ chỉ đóng góp một phần vào cái yếu tố bền vững ạ. Thì yếu tố bền vững thì có nhiều, nhưng mà từ những cái quan sát của tôi thì tôi thấy là nối tiếp ý của anh Thắng ấy, bền vững đấy là trong những mạng lưới thì ngoài cái vai trò mà những cái mối quan hệ mà đồng đẳng, bình đẳng, peer to peer để có một cái đóng góp mà rộng, mà tích cực của các thành viên, thì vai trò không thể thiếu được đấy là phải có thành viên dẫn dắt. Và thành viên dẫn dắt đấy cũng kỳ vọng là những cái người mà định hướng và là những người mà chia sẻ mạnh mẽ những cái nguồn lực và là những cái người mà hy sinh và làm gương thì mới dẫn dắt được mạng lưới. Và cụ thể là ở VSMA thì chúng tôi thấy luôn có hai cái thành viên mà dẫn dắt rất là tốt mà khiến cho mạng lưới VSMA hoạt động tích cực. Đầu tiên là hiệp báo diễn đàn doanh nghiệp, là người chia sẻ những cái cơ hội, chia sẻ cả hệ thống và cơ sở vật chất. Và anh Thắng là chủ tịch của VSMA, là người mà cống hiến không biết bao nhiêu là thời gian, công sức và cả tiền bạc để duy trì cái hoạt động. Thì đấy, tôi muốn nói đến bên cạnh cái vai trò mà cái công thức peer to peer để huy động tích cực của các thành viên, còn vai trò không thể thiếu được là các thành viên dẫn dắt. Đó, xin hết. Cho phép anh Hưng, bởi vì cái ý lúc nãy anh Hưng có hỏi liên quan đến cái cơ chế chính sách để cho gọi là cho cái việc hoạt động của mạng lưới, thì báo cáo các anh là như anh Thắng và anh Hiệp có nói, bản thân khi mà cơ chế chính sách chưa ra đời thì cái nhu cầu thực tiễn là các cái chủ thể, các cái tổ chức đã phải kết nối lại với nhau rồi. Bởi vì báo cáo với các quý vị đại biểu đấy, trước khi mà chúng tôi đề xuất cái việc này thì chúng tôi cũng có làm việc rất là sâu sát kỹ, làm việc rất là kỹ với các cái đại diện của các cái mạng lưới mà anh Hiệp đã có kể, đại diện của các cái mạng lưới về nhà đầu tư, đại diện của các mạng lưới cố vấn khởi nghiệp, đại diện của mạng lưới các trường đại học. Thì chúng tôi thấy rằng là bản thân là khi mà họ thành lập các cái mạng lưới của mình ấy, thì họ cũng gặp những cái vấn đề nhất định. Ví dụ như là chúng ta có thể kể đến những cái vấn đề, ví dụ như là như anh Hiệp nói, tức là vấn đề về cái người dẫn dắt có đủ nhiệt huyết, có đủ tâm huyết, có đủ tiềm lực tài chính để đi theo cái mạng lưới đấy trong một thời gian rất là dài không. Cái vấn đề thứ hai mà chúng tôi có hỏi cái mạng lưới VMI chỗ anh Dũng, thì anh Dũng bảo là cần một cái nguồn kinh phí và một cái nhóm điều phối đủ tốt để vận hành và hỗ trợ cho cái hoạt động của cái ban điều hành mạng lưới, ban điều hành của VMI. Trước giờ thì VMI chủ yếu là sử dụng các cái bạn tình nguyện viên thôi. Thế nhưng mà cái câu chuyện là để hình thành ra một cái nhóm điều phối như vậy nó cũng rất là quan trọng. Để hình thành ra một nhóm điều phối thì cái câu chuyện về nguồn lực tài chính để hỗ trợ cho các bạn, rồi câu chuyện về kiến thức như anh Thắng có nói, về cái câu chuyện đào tạo rất là quan trọng. Cái thứ ba nữa là cái câu chuyện mà như tôi nói lúc đầu là cái tính thống nhất ấy. Thì báo cáo với quý vị đại biểu là trong cái quyết định 188 sửa đổi thì chúng tôi cũng đưa ra thêm hai cái nội dung trọng tâm nữa, tức là chính phủ cũng đã xác định là và giao cho Bộ Khoa học Nghệ là đầu mối điều phối và hình thành cái ban điều hành mạng lưới khởi nghiệp sáng tạo quốc gia. Đấy cũng là một cái tôi nghĩ là về mặt chính cơ chế giải quyết được cái câu chuyện mà tại sao cái mạng lưới của anh Thắng lại phải trực thuộc VCCI để hoạt động, nó đảm bảo về cái tính thống nhất, tính mô hình và tính tính danh của mạng lưới. Và cái thứ hai nữa thì trong cái quyết định 188 chúng tôi cũng đã có một cái nội dung đề xuất là hình thành cái hệ thống trung tâm đổi mới sáng tạo, trung tâm khởi nghiệp sáng tạo của quốc gia, bao gồm các cái trung tâm ở cấp địa phương, cấp vùng và cấp trung ương. Thế thì như anh Hiệp nói, tức là cái mạng lưới cố vấn khởi nghiệp gắn với báo diễn đàn doanh nghiệp, trong đấy thì báo diễn đàn doanh nghiệp hỗ trợ rất nhiều các cái hoạt động liên quan đến cơ sở hạ tầng, liên quan đến nguồn lực. Thì chúng tôi cũng hy vọng là những cái hệ thống trung tâm này có thể hỗ trợ cho các cái mạng lưới về các cái nội dung như vậy, về cơ sở hạ tầng, về các cái điều kiện cần thiết để cho mạng lưới hoạt động trong cái thời điểm ban đầu khi mà chúng ta hình thành, như anh Thắng nói, là xuất phát từ cái câu chuyện là tự nguyện là chính.
thì chúng ta cần những cái nguồn lực hỗ trợ của nhà nước về cơ sở vật chất, về hạ tầng để mạng lưới có thể hoạt động trong thời điểm ban đầu. Và chúng tôi cũng ở trong những cái hoạt động của đề án, chúng tôi cũng đã đề xuất những cái nội dung mang tính chất là có thể hỗ trợ, có thể vinh danh những cái cá nhân, những cái tổ chức mà có đóng góp tích cực cho mạng lưới. Thì chúng tôi nghĩ là với cái tinh thần mà đóng góp tinh thần tình nguyện như vậy thì nhà nước cần ghi nhận và cần ghi nhận một cách xứng đáng với những cái đóng góp như vậy. Thì cũng chia sẻ thêm một số ý liên quan đến cái cơ chế chính sách để hỗ trợ cho cái hoạt động của mạng lưới. Vâng, cảm ơn anh An. Có anh Nguyễn Duy Toàn thì có đặt câu hỏi là làm thế nào để startup tiếp cận được mạng lưới hỗ trợ khởi nghiệp. Cái này có khi là nhờ chị Hương nhỉ. Chị Hương ở bên Đại học Ngoại thương là cũng thường xuyên đúng không? Đón nhận vâng, các anh... startup. Dạ. Xin chia sẻ một chút với quý vị là về cái việc mà trung tâm sáng tạo và ươm tạo trường Đại học Ngoại thương ra đời như thế nào. Thì đầu tiên là với hai cái trụ cột chính của trường đại học, đó là đào tạo và nghiên cứu. Thì đầu tiên thì là cái việc mà không những, tôi nghĩ là không những trường Đại học Ngoại thương mà tất cả các trường đều gặp các cái khó khăn về cái việc mà gặp một cái thực tế là cái sinh viên ra trường không đạt được cái tiêu chuẩn là thực tiễn, và cũng như là các cái mà nghiên cứu thì là chỉ là đề bạt. Vậy thì làm thế nào đó để đưa hai cái kết quả này gần được với nhau, gần được với thực tiễn? Thì chúng tôi đã gắn kết lại và thông qua các cái hoạt động mà sáng tạo và khởi nghiệp để đưa hai cái kết quả của hai hoạt động này gần với thực tiễn hơn và hữu ích hơn. Thế thì đó là một cái bối cảnh mà ra đời của Trung tâm Sáng tạo và Ươm tạo Trường Đại học Ngoại thương. Và vì là bây giờ hiện nay thì hòa mình với lại cái hệ sinh thái của... hệ sinh thái khởi nghiệp quốc gia, thì trường Đại học Ngoại thương cũng đưa ra các cái định hướng mà làm thế nào đó để đưa ra các cái chiến lược là phát triển trường Đại học Ngoại thương trở thành trường đại học khởi nghiệp tiên phong ở Việt Nam. Và vì hoạt động của trường Đại học Ngoại thương là nghiêng về chủ yếu là về kinh doanh, thế thì chúng tôi cũng rất là mở trong cái việc mà liên kết với lại các trường đại học trong nước về kỹ thuật, hay là cả ví dụ như là BK Holding, chúng tôi cũng có các cái hoạt động mà thường xuyên để hỏi các anh, cũng như là hỏi các anh gửi sinh viên qua để tham gia vào các hoạt động của chúng tôi. Thì đó là về cái phần mà liên kết mà chúng tôi mong muốn mở rộng mạng lưới. Ngoài ra thì về cái mảng đào tạo chính quy thì hiện nay chúng tôi có một cái hoạt động đang rất là nổi trội, đó là cuộc thi social innovation creation, có nghĩa là về sáng tạo kinh doanh xã hội. Thì trong đó chúng tôi đã thiết kế ra một cái mô hình mà có sự kết hợp giữa doanh nghiệp, giữa sinh viên và các cố vấn. Thì ở đây hiện nay là chúng tôi đang vừa rồi thì chúng tôi có tổ chức một cái khóa đào tạo TOT và tổ chức được đào tạo được 60 hơn 60 các cái mentor trên khắp cả nước, là các cái giảng viên nguồn. Thì đó là cái phần mà chúng tôi đang, cũng như là các anh có chia sẻ, là cái mà cái trụ cột chính, cái mấu chốt để mà cho cái mô hình mà sáng tạo và khởi nghiệp bền vững, đó là cái đội ngũ chuyên gia. Thế thì chúng tôi đã đào tạo và đang trong quá trình thành lập ra một cái chuỗi, thành lập ra một cái đội ngũ mentor cho chính các cái hoạt động của trường, cũng như là để hòa mình cùng với lại cái hệ sinh thái của quốc gia. Thì qua những cái hoạt động như vậy thì ngoài ra chúng tôi cũng kết hợp với các doanh nghiệp hầu như là từ trước đến giờ các doanh nghiệp đến với trường đại học thì chỉ là sử dụng các cái nguồn nhân lực mà thôi, nhưng mà hiện nay chúng tôi đã thay đổi cái mô hình đó và cũng thay đổi cái mindset của doanh nghiệp luôn, là khi doanh nghiệp đến với trường đại học không chỉ là chỉ tìm đến nguồn lực, nguồn sinh viên, mà ngoài ra còn có thể là nhận được các cái ý tưởng của các bạn sinh viên, đó là cái luồng gió mới về đổi mới sáng tạo cho doanh nghiệp, để doanh nghiệp có thể là áp dụng luôn vào thực tế và giải quyết các vấn đề. Ví dụ như là chúng tôi đang làm việc với lại Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam chẳng hạn, thì họ đang có những cái vấn đề mà họ đang phải giải quyết và không có nguồn lực để giải quyết, thì chúng tôi tạo ra các cái team sinh viên, các bạn sinh viên, và các bạn ấy sẽ giải quyết các cái vấn đề đó kết hợp với lại các chuyên gia, các cái mentor trong cái mạng lưới cố vấn của chúng tôi. Và khi mà các bạn sinh viên đưa ra các cái giải pháp đó thì ban lãnh đạo của Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam cũng phải thốt lên là không những là đến trường Đại học Ngoại thương, đến các trường đại học lấy được cái nguồn lực, mà còn lấy được các cái ý tưởng sáng tạo
để giải quyết chính các cái vấn đề của doanh nghiệp hiện nay. Đó là cái việc mà chúng tôi, vì sao mà tôi đang nói ở đây là cái việc là ngoài cái việc kết nối đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp với các quỹ đầu tư thì nên kết nối với lại các doanh nghiệp hiện tại hiện nay để mà tạo ra được một cái hệ sinh thái nó hoàn chỉnh hơn, và doanh nghiệp cũng đóng góp một cái phần nào đó trong cái việc mà thúc đẩy cái hệ sinh thái đổi mới sáng tạo của quốc gia. Đấy, đấy là cái phần mà tôi xin chia sẻ thêm để đóng góp thêm một cái ý là ngoài cái mạng lưới mentor thì nên kết hợp với các mạng lưới các doanh nghiệp hiện nay ở Việt Nam ạ. Tôi xin hết. Tôi có thêm bổ sung thêm một số ý kiến. Cái thứ nhất ấy là một câu hỏi rất thường xuyên của tất cả các startup hoặc các nhà đầu tư là tôi tìm ở đâu, tiếp cận ở đâu. Và chúng tôi cũng thường gặp câu hỏi như vậy. Thì vấn đề mấu chốt nhất vẫn là vấn đề là chúng ta đã làm tốt rồi, nhưng mà ai biết để chúng ta. Thì cái vai trò nó thuộc vào rất nhiều trong cái vai trò liên quan cái sự hỗ trợ của nhà nước trong vấn đề truyền thông. Như bản thân như nội lực chúng tôi, bản thân cái hội đồng chúng tôi, hội đồng cố vấn ấy, thì chúng tôi đã có rất nhiều hoạt động. Trong đó có hoạt động truyền thông, cái việc mà cái tầm quan trọng, cái vai trò của chúng tôi đối với cả cộng đồng, đối với cả những cái hệ sinh thái như thế nào, để làm sao mà các bạn có thể tiếp cận một cách nhanh nhất có thể, có bằng nhiều hình thức, có thể online, offline hoặc rất nhiều cái. Cái thứ hai nữa là bản thân như một cái mạng lưới, thì chúng ta nếu mà chúng ta một mạng lưới mà nó physical, tức là nó được cố định, thì chúng ta không thể mà làm được cover được toàn bộ những cái mạng lưới ở những cái mà địa lý rất xa. Thì chúng tôi năm, ví dụ như năm nay chúng tôi đã có phải đặt ra mục tiêu là chúng tôi hình thành 3 cái mạng lưới cấp địa phương, để làm sao mà bản thân các bạn ở dưới địa phương các bạn cũng tiếp cận được với cái nguồn lực về cố vấn của chúng tôi. Và thông qua những hoạt động như vậy thì vấn đề truyền thông thì chúng tôi cũng rất mong muốn là làm sao mà vai trò của nhà nước có những cái nhiệm vụ liên quan đến truyền thông cho các tổ chức như vậy. Tại vì bản thân họ đã tập trung vào chuyên môn, họ tập trung vào những cái mục tiêu của họ, thì vấn đề truyền thông thì cũng nên là được họ được truyền thông một cách rộng rãi hơn với những cái hoạt động của hệ sinh thái, bao gồm những cái cuộc thi, rồi bao gồm những cái chung, đặc biệt là những vườn ươm ở trong các trường đại học. Tại vì thực ra là bản thân nội lực của họ thì không có cái, không giỏi về truyền thông, thì mình cần phải có những cái đơn vị chuyên trách về họ để làm sao mà cái việc của họ làm, cái lợi ích của họ được xã hội biết đến. Thì đấy là những cái việc tôi nghĩ là cái vai trò của nhà nước cũng là một phần nữa đóng góp vào cái việc là nâng cao cái vai trò của những tổ chức hỗ trợ, các mạng lưới hỗ trợ như vậy. Chúng tôi cũng rất mong muốn là vì là bản thân hội đồng chúng tôi là ngày mai chúng tôi là một cái đơn vị cũng là tổ chức kết hợp với VCCI tổ chức cái cuộc thi khởi nghiệp toàn cầu vào ngày mai chung kết của Việt Nam, thì tôi rất mong muốn là các quý vị đại biểu ở trên các đầu cầu thì có thể ngày mai tham gia vào để ủng hộ cổ vũ cho các đội tuyển Việt Nam, để cái đội tuyển chúng ta, những cái giải nhất của chúng ta được đi tham gia vào khởi nghiệp toàn cầu, và những cái giải còn lại chúng ta được tham gia vào giải nghiệp toàn cầu của khu vực châu Á. Thì tôi nghĩ rất mong muốn là quý vị cùng tham gia vào hệ sinh thái của chúng tôi và cùng làm sao mà cổ vũ cho những các mạng lưới như kiểu là của chúng tôi hoặc những cái mạng lưới của chuỗi hiệp hoặc của chị Hương đây, để làm sao chúng tôi có được những cái nhiệt huyết, chúng tôi tiếp tục cống hiến lại cho cộng đồng và cống hiến lại cho hệ sinh thái. Cảm ơn anh Thắng. Anh An. Rất là cảm ơn anh Thắng. Và anh Thắng đã báo cáo với quý vị đại biểu, anh Thắng còn một cái vai trò nữa là một thành viên của ban điều hành đề án 844. Thì cái ý anh Thắng nói thì xin báo cáo với anh Thắng là trong cái nhiệm vụ của 844 trong cái giai đoạn tới thì cái cách thiết kế của nhiệm vụ 844 sẽ đưa các cái hoạt động truyền thông đi gọi là đi đồng hành cùng với các cái hoạt động của các cái tổ chức tham gia thực hiện đề án, để mà hỗ trợ truyền thông một cách chuyên nghiệp hơn cho các cái hoạt động đấy. Thì cũng có một cái ý nữa, xin phép anh Hưng cho tiếp nối cái câu hỏi của chỗ lúc nãy của chỗ bạn Toan có hỏi liên quan đến cái câu chuyện là làm thế nào để các bạn khởi nghiệp có thể tiếp cận được đến với mạng lưới, đúng không ạ? Thì anh Thắng còn nói một cái ý rất quan trọng là về góc độ truyền thông, nhưng mà có một cái ý mà chúng tôi cũng rất chăn trở mà khi mà chúng tôi đề xuất cái việc hình thành mạng lưới, bởi vì chúng ta biết là mạng lưới là tập hợp của rất nhiều cá nhân, rất nhiều tổ chức, và khi mà một bạn startup hoặc một doanh nghiệp startup mà tiếp cận được với một tổ chức ở trong cái mạng lưới đấy, nghĩa là tiếp cận được với rất nhiều nguồn lực ở trong cái mạng lưới đấy, như anh Hiệp vừa nói. Tức là ví dụ bạn doanh nghiệp khởi nghiệp chỉ cần biết đô hoặc là chỉ cần biết thính dôn thôi là đã có thể tiếp cận được khoảng mười mấy quỹ đầu tư và 100 nhà đầu tư ở trong cái mạng lưới của đô đang xây dựng, thay vì là nếu như không có mạng lưới thì phải đi gặp từng người, đúng không ạ? Và như chúng ta nói là mỗi cái nhà đầu tư có một cái khẩu vị khác nhau, thì lỡ mà gặp thính dôn không phù hợp, thính dôn có thể gọi là ngôn ngữ là referral hoặc là giới thiệu cái bạn đấy đến với cái nhà đầu tư khác, đấy là một cái giá trị rất lớn. Mà khi mà chúng tôi đề xuất cái việc hình thành mạng lưới, nghĩa là các bạn sẽ tiết kiệm được rất nhiều nguồn lực và các bạn biết được rằng là ai là cái người phù hợp nhất, hay chúng ta gọi là một cái best practice cho các bạn
phù hợp nhất về khẩu vị, phù hợp nhất về vị trí địa lý, phù hợp nhất về năng lực, thì các bạn sẽ tiết kiệm được rất nhiều những cái nguồn lực, thay vì là phải đến gặp từng người hoặc là phải đến gõ cửa từng nơi. Ngày xưa chúng ta nói là phải đến từng bộ ngành gõ cửa. Thì ngoài những cái hỗ trợ ở khu vực tư nhân ấy, thì các cái mạng lưới của nhà nước nó cũng rất là quan trọng, đặc biệt là những cái khu vực mà cung cấp dịch vụ công cho khởi nghiệp, về tiêu chuẩn đo lường, về sở hữu trí tuệ hay là những cái dịch vụ của nhà nước. Thì bản thân là để gặp được các đơn vị đấy rất khó. Thế nhưng giả sử bây giờ có một cái mạng lưới có thể tập hợp được những cái dịch vụ công mà chúng ta biết là giai đoạn phát triển của các bạn startup rất là khác nhau, mỗi bạn cần một dịch vụ, và để đưa một cái sản phẩm ra thị trường, sau đấy phát triển sản phẩm đấy là cần rất nhiều các cái dịch vụ, ngoài các cái dịch vụ của tư nhân còn có những cái dịch vụ của nhà nước. Thế thì chúng tôi cũng muốn là hình thành những cái mạng lưới như vậy để làm thế nào cho các bạn dễ dàng tiếp cận nhất, tiết kiệm thời gian nhất và được nhận được những cái dịch vụ hỗ trợ tốt nhất. Thì cũng báo cáo về các quý vị đại biểu và xin phép làm rõ hơn cái câu hỏi của bạn Toan. Vâng, cảm ơn anh An. Vâng, mời chị. Vâng, tiếp nối theo cái phần mà của anh An thì Hương cũng xin bổ sung một tí về cái việc mà hình thành cái mạng lưới đấy ạ. Thì đúng là như là các anh cũng chia sẻ ở đây là không phải là nhà nước hình thành mạng lưới thì chúng tôi mới hoạt động. Thì thực ra là trong các cái hoạt động của chúng tôi đã hình thành ra một cái hệ sinh thái nhỏ trong từng cái hoạt động của chúng tôi. Khi mà ví dụ như là ở trường đại học ngoại thương, trung tâm FIS chẳng hạn, thì các cái hoạt động về đào tạo hay là về ươm tạo hay là kể cả về tăng tốc thúc đẩy khởi nghiệp đều hình thành các cái mạng lưới hệ sinh thái nhỏ riêng cho từng hoạt động. Nó bao gồm tất cả các stakeholder ở trong đó để có thể là huy động tất cả các cái nguồn lực cũng như là các cái mạng lưới kết nối để tăng cường cái nguồn lực cho chính các cái startup đó. Thì đấy, thì qua cái câu chuyện này thì tôi cũng rất là mong muốn là làm thế nào đó để bên phía anh An hay là bên phía anh Thắng cũng có thể là có những cái cơ chế hoặc là những cái hoạt động hay là những cái cam kết mà gần gũi hơn với chúng tôi, để chúng tôi khi mà chúng tôi liên hệ một chỉ cần một directly liên hệ đến các anh thì là các anh có thể cung cấp được các cái mạng lưới như vậy cho startup. Thì xin góp thêm cái phần. Vâng, xin cảm ơn chị Hương. Như vậy là chúng ta thấy rằng là để mà hỗ trợ cho được các startup, đúng không? Để làm sao mà có các cái nguồn lực, có cái sự định hướng rồi là tăng tốc thế nào đó, đúng không? Giúp cho startup thương mại hóa được sản phẩm vân vân, thành công trong cái quá trình phát triển, thì cái việc mà các tổ chức hỗ trợ là rất quan trọng. Và ở đây thì qua các chia sẻ của các anh chị diễn giả thì chúng ta thấy rằng là chúng ta không phải có một mạng lưới, chúng ta có rất nhiều mạng lưới để huy động các cái nguồn lực trong cái hệ sinh thái chúng ta. Và khi mà chúng ta kết nối và hình thành được các cái mạng lưới này với nhau thì khi đó chúng ta sẽ có cái hệ sinh thái nó rất là mạnh, nó rất là đầy đủ, đúng không ạ? Và các startup cơ thế, tôi nghĩ rằng đối với đặc biệt là các viện trường, trong các viện trường mà trong thời điểm hiện nay ấy, mà khi mà tham gia vào các cái mạng lưới như thế này thì tôi nghĩ rằng là cũng sẽ giúp cho các sinh viên, giúp cho các viện trường sẽ có những cái bước đi nhanh hơn đấy, và có những cái tiếp cận nó tốt hơn với cái hệ sinh thái hiện nay về khởi nghiệp ở 10 sáng tạo quốc gia. Thế thì trong cái thời gian rất là ngắn thôi thì chúng ta có thể là nhìn thấy rất là rõ được các cái cấu phần, các cái ý nghĩa và các cái sự quan trọng của cái việc hình thành cái mạng lưới của các tổ chức hỗ trợ cho khởi nghiệp. Thì có lẽ là chúng ta cũng mong chờ là sau buổi tọa đàm hôm nay và các cái hoạt động khác nữa thì có sự tham gia nhiều hơn của các viện trường để làm sao mà chúng ta hình thành ra một cái mạng lưới rất là đông đảo, mà đặc biệt là chúng ta sẽ quan tâm đến yếu tố bền vững trong một quá trình mà chúng ta hình thành được các cái mạng lưới này. Thế thì có lẽ là chương trình thì cũng đến thời gian này cũng xin phép các quý vị và chúng ta sẽ tạm dừng ở đây, và cũng xin cảm ơn các anh chị diễn giả đã dành thời gian chia sẻ các vấn đề liên quan mà các viện trường hiện nay đang quan tâm để làm sao mà phát triển và hình thành cũng như là tham gia được các cái mạng lưới về khởi nghiệp đổi mới sáng tạo của chúng ta. Và cũng thông tin là kính mời các cái quý vị viện trường là trong chiều nay theo kế hoạch của chuỗi sự kiện lần này thì chúng ta sẽ có một cái nội dung rất là hay, đó là cái phần tọa đàm về thư viện số. Thì chúng tôi cũng hy vọng là các quý vị sẽ quan tâm và sẽ tham gia cùng với chúng tôi trong buổi chiều ngày hôm nay để chúng ta sẽ cùng trao đổi, thảo luận và có những cái góc nhìn, có những cái giải pháp cho cái vấn đề về thư viện số của Việt Nam nói chung cũng như là hội nhập cái thư viện số với coi như là công nghệ cũng như là giải pháp của thế giới. Sau đây là xin cảm ơn các quý vị, cảm ơn các anh chị. Chúng ta sẽ dừng buổi tọa đàm ở đây. Xin mời các diễn giả sẽ coi như là chụp hình.
lưu niệm cùng ban tổ chức. Anh Đô chụp ở trên đấy nhá.